Tối 26 tháng 7, đoàn phim Gia đình mình vui bất thình lình tổ chức tiệc đóng máy, chính thức hoàn thành quá trình ghi hình bộ phim 8 tháng qua. Chia sẻ loạt ảnh trong tiệc đóng máy, Thanh Sơn viết, vẫn nhớ tháng 11 năm ngoái mình nhận được lời mời làm phim từ hai đạo diễn và với tiêu chí làm phim dưới 30 tập. Mình đã rất hứng thú khi biết bộ phim dài 24 tập. Và rồi sau 8 tháng lao động và cống hiến say sưa, cuối cùng Gia đình mình vui bất thình lình đã về đích. Ban đầu Thanh Sơn vô tình tiết lộ Gia đình mình vui bất thình lình dài 56 tập nhưng sau đó nam diễn viên đã chỉnh sửa thành hơn 50 tập phim. Loạt ảnh được Thanh Sơn chia sẻ là những khoảnh khắc vui vẻ và thân mật của toàn bộ ekip trong tiệc đóng máy. Dễ nhận ra Thanh Sơn và Khả Ngân luôn xuất hiện cùng nhau ở mọi khung hình, thể hiện mối quan hệ thân thiết sau màn ảnh. Tiệc đóng máy có sự góp mặt của hầu hết các diễn viên như nghệ sĩ nhân dân Bùi Bài Bình, nghệ sĩ nhân dân Lan Hương, Quang Sự, Kiều Anh, Lan Phương, Thanh Sơn, Khả Ngân, Trọng Lân, Minh Hoàng, nhưng vắng mặt Doãn Quốc Đam do anh phải chuyển vai Mến Nát Của Phố Trong Làng lên sóng VTV một tuần sau. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.